Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị đầu tư. Chúng ta cùng gặp lại và đồng hành với nhau ở trên bản điểm tin tuần trên kênh chứng khoán Chiến Binh, trên đường con sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. À, sau khi chúng ta kết thúc một tuần giao dịch thì chúng ta sẽ có một bản tin à, phân tích bộ ba tham số chung của thị trường. Đồng thời chúng ta sẽ view một số các cái danh mục cổ phiếu rất là cơ bản còn trên kênh Hùng lễ chứng khoán thì hàng ngày chúng ta sẽ có một bản tin chúng ta phân tích bộ ba tham số chung của thị trường thì như các anh chị em nắm được rồi thị trường của chúng ta luôn luôn biến động cổ phiếu luôn luôn biến động chính vậy nên vì sao mà mọi người lại sinh ra một cái room zalo để mọi người trao đổi chia sẻ trực tuyến và hàng ngày thì chúng ta cũng sẽ phải làm những cái công việc ví dụ như chúng ta sẽ view lại xem bộ ba tham số chung của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay nó có những cái điểm gì tốt nó có những cái điểm gì xấu các cái mốc hỗ trợ kỹ thuật các cái mốc hỗ trợ các cái mốc kháng cự của thị trường trong phiên ngày hôm nay như thế nào nó đạt được hay không đạt được nó phá vỡ hay nó tiếp tục giữ nguyên thì tất cả những cái dữ liệu tổng hợp như vậy để giúp cho nhà đầu tư của chúng ta sẽ có những cái cập nhật tốt nhất ở trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư thì các anh chị lưu ý chúng ta sẽ đăng ký hai kênh đó là kênh Hùng Lê chứng khoán và kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng thì các anh chị lưu ý à, nội dung của bản tin tuần thì chúng ta vẫn như vậy thôi chúng ta sẽ có các cái nội dung chính phần thứ nhất thì chúng ta sẽ phân tích bộ ba tham số chung của thị trường phần thứ hai thì chúng ta sẽ view một số các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng tăng trưởng nhóm cổ phiếu trụ nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp nhóm ngành thép nhóm ngành đầu tư công nhóm ngành bất động sản dân cư dầu khí và nhóm ngành chứng khoán và còn thời gian thì chúng ta sẽ phân tích một số các nhóm ngành khác tuyên bố miễn trừ trách nhiệm các anh chị lưu ý tất cả các cái nội dung uh, phân tích ở trên video mang quan điểm cá nhân của ông lê chính vậy nên là các anh chị em lưu ý chúng ta sẽ uh, chọn lọc và chúng ta sẽ tìm hiểu uh, nhiều các cái nguồn thông tin để làm sao đó uh, chúng ta có được những cái góc nhìn tốt nhất tối ưu nhất trong quá trình chúng ta đầu tư với một mục tiêu uh, đó là gì chúng ta đi chậm đi chắc đi bền ở trên thị trường và các anh chị lưu ý một cái quan điểm rất là xuyên suốt đấy là các anh chị phải nhớ cho hùng lê đấy là không quan trọng trong một nhịp uptrend các anh chị kiếm được bao nhiêu tiền mà quan trọng nhất đó là chúng ta phải né được các anh chị nhớ nhé chúng ta phải né được các nhịp né được các nhịp sập của thị trường thì chúng ta sống tức là gì tức là có thể trong uptrend các anh chị kiếm được rất nhiều tiền nhưng chỉ cần một nhịp sập thôi thì thị trường nó sẽ lấy hết tất cả những cái gì các anh chị đã kiếm được ở trong uptrend thậm chí là còn âm vào vốn kẹp hàng rồi bị côn mà xin bị côn phọc xeo đó đó là do những cái biện pháp quản trị của chúng ta không có có tuân thủ cho nên là chúng ta lưu ý nhé đấy vậy thì cái 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 các cái nội dung mà hùng phân tích á các cái nội dung mà hùng phân tích thì hùng view ở trên góc độ là nội lực thị trường nội tại thị trường tức là có những team à, mọi người vẫn truyền thông là à thị trường vẫn có những người hô lên vẫn có những người hô sập đó uh, sập rồi sập rồi hoặc là lên rồi lên rồi nhưng câu chuyện là lên thì lên đến đâu sập thì sập đến đâu đó thì chúng ta sẽ phân tích và chúng ta phân tích ở trên những góc nhìn khách quan nhất các anh chị nhá và chúng ta không vì một cái gì cả với quan điểm của hùng như vậy để chúng ta tránh những cái quan điểm mà các anh chị là bắt đầu ngồi đi phân tranh rằng ông này nói thế này nói thế kia các anh chị đừng có làm những việc đó đấy bất kể là ai và hùng cũng ở trong rất nhiều các cái team của những cái người mà họ đang làm livestream hàng ngày giống như hùng lên đây, hùng chỉ nghe xong hùng ngẫm thôi, hùng ngẫm để hùng thấy rằng là à như vậy, bạn ấy nói như vậy thì có đúng hay là có sai, à, có hợp với quan điểm của mình không, hợp thì à ok tôi có thể tiếp nhận thêm quan điểm của bạn để chúng ta uh, nắn lại những cái nội dung chúng ta phân tích để cho nó tốt hơn, còn nếu mà chúng ta thấy à không hợp như vậy thì thôi, đó rất đơn giản như vậy các anh chị và hùng thấy là cái câu chuyện là 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 trên thị trường ấy thì nó nhiều lắm các anh chị, nó như nấm mọc sau mưa ấy mà ví dụ trong những cái trận mà thị trường mà nó lên thì thì ôi rồi tùng hồ khiếp khủng đúng không ạ và có một cái bản tin nào đó hùng đã nói với các anh chị cũng đã chia sẻ với các anh chị rồi là hùng cảm thấy rất là bực mình và cảm thấy rất là ức chế khi mà các cái đồng chí đấy suốt ngày khoe lãi tức là họ đưa cho nhà đầu tư một cái bánh vẽ và câu chuyện này hùng nhắc lại và để hôm nay khi thị trường nó gặp trong cái tình huống này thì các anh chị mới mới thấm mới hiểu mới thấu hiểu được những cái gì hùng nói tức là họ đưa cho nhà đầu tư một cái bánh vẽ cái bánh vẽ đấy nó đẹp lắm à, đưa ra một cái mức lợi nhuận vài trăm triệu à, đưa ra một cái mức lợi nhuận là mấy chục triệu Và đâu đó hùng nhìn xem cái tỷ suất lợi nhuận đâu đó hùng có 30 có 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 bảy mươi cũng đưa lên khoe tất nhiên là họ đánh với vốn lớn 10 tỷ nhưng xin lỗi các anh chị là với tầm 10 tỷ nó khác với tầm 1 tỷ và hùng không quan trọng là vốn lớn hay vốn bé quan trọng nhất là tỷ suất đầu tư và chúng ta uh, họ, họ 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 làm những cái truyền thông với các anh chị họ đưa cho nhà đầu tư một cái bánh vẽ ui ngon thế mà thì đường chứng khoán dễ kiếm tiền nha, ờ, có mấy lên là đã kiếm được mấy trăm triệu và họ che mắt họ 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 đưa cái bình phong đấy họ làm mù mắt nhà đầu tư và họ đưa cho nhà đầu tư một cái bánh vẽ ngon lắm đấy lên đi vay tiền bạn bè nhiều vào vay tiền anh em nhiều vào vay tất cả những cái gì mày có thể vay được đi xong mày lên công ty chứng khoán á công ty tao tao còn cấp vaccine cho mày nữa mày có một tỷ tao cấp cho mày thêm tỷ nữa là hai tỷ mày quẩy nát thị trường cho anh rất nhiều những cái đấy đấy là đấy là những người người ta xin lỗi cả nhà một tí là nó không có tâm và không có tầm. Họ làm như vậy á là họ giết nhà đầu tư. Họ đưa cho nhà đầu tư một cái bánh vẽ đẹp lắm, đẹp tròn trĩnh mà nó ngon nó ngọt lắm các anh chị. Và đấy là một cái sai lầm và rất rất nhiều nhà đầu tư họ tiếp cận đến thị trường chứng khoán bằng màu hồng mà họ không chuẩn bị sẵn cho mình những cái hố, những cái sập, tất cả những cái 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 trở ngại, tất cả những cái khó khăn và tất cả những kiến thức mà họ họ, họ không có. Đó, vậy thì Uh, theo quan điểm của hùng lê các anh chị hàng ngày cố gắng uh, xem nghe và uh, chúng ta có những cái sổ tay có những cái bút để chúng ta ghi lại uh, chúng ta chắt lọc được những cái gì hùng nói ở trên bản tin tuần uh, rồi tất tắt lọc trên những cái bản tin hàng ngày uh, chúng ta nhận được cái gì hay chúng ta tích lũy lại kiến thức và chúng ta nốt lại ở trong những cái sổ tay của chúng ta và hàng ngày chúng ta mang ra chúng ta đọc rồi kiến thức nó sẽ đầy dần dần các anh chị kiến thức một ngày nó sẽ không đầy được mà kiến thức nó sẽ đầy dần dần và khi kiến thức đầy dần dần rồi á thì tiền các bạn tiền trong tay các bạn sẽ đầy dần lên chứ các bạn đừng có nhìn cái những cái bánh vẽ của mấy cái thằng xin lỗi là làm cùng 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 nhau nhưng mà đấy những cái thằng mà nó 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 vẽ cho các anh chị một cái bánh vẽ đấy mà suốt ngày nó tung lên zalo rồi lên zoom zalo nó nhan nhản các anh chị chả lẽ bây giờ hùng lại bật zoom zalo gi lên khoe luôn cho các anh chị luôn nhưng mà những cái việc đó chúng ta không 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 có bàn ở chúng ta không có tranh luận quan điểm với những người đó và và, và với quan điểm của hùng như vậy Hùng chỉ mong muốn là các anh chị chúng ta cần là cần kiến thức chứ các chị đừng có nhìn cái bánh vẽ đó và chúng ta cố gắng học để trao dồi và khi kiến thức nó đầy thì uh, tiền nong các thứ các anh chị Rồi dần dần các cái cơ hội đầu tư ở trên thị trường theo quan điểm của hùng nó không thiếu đó và chúng ta cứ tích lũy dần dần và để chúng ta làm sau đó để chúng ta có một cái kiến thức bền và khi có kiến thức bền rồi thì cũng tin là một phần trăm là các anh chị sẽ kiếm được tiền chứ còn uh, Đấy hôm nay lại chia sẻ lại một cái câu chuyện như vậy để các anh chị nắm được Ok các anh chị nhá ngoài lề thôi Rồi ở phần thứ nhất thì chúng ta sẽ view bộ ba tham số chung thị trường ở trong tuần vừa qua Chỉ số VN Index tuần từ phiên giao dịch ngày 1 đến ngày mùng 5 tháng 4 Thì ở đây các anh chị cũng nắm được tất cả những cái nội dung rồi Thứ nhất là cái cản chéo ở đây Chỉ số VN Index đã hình thành một cái cản chéo Và chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua uh, phiên giao dịch của ngày mùng 3 thì chỉ số VN Index của chúng ta một lần nữa uh, tiến về cái cản chéo ở vùng 1287 đến vùng 1290 và khi lên đến cản chéo này thì chỉ số vn index chúng ta cũng không thể bứt thoát qua đúng không ạ và bắt đầu thị trường bắt đầu có những cái điểm gì à, điểm phục hồi à, điểm điểm chỉnh chỉnh cục chỉnh cung và hàng ngày thì cũng đã có phân tích rất là sát các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật cũng như các cái điểm à, kháng cự đúng không ạ và đến phiên giao dịch của ngày mùng năm phiên ngày hôm nay chính là phiên kết tuần thì chỉ số VN Index của chúng ta dù đã có phân tích là dự báo thì khả năng nó sẽ quay trở lại test ở vùng 1265 và cái điểm test sâu hơn nó sẽ ở khoảng quanh vùng 1263 tức là nó chạm cây chu hướng dưới và chúng ta nhìn thấy cây nến giờ đầu tiên thì chỉ số VN Index của chúng ta mất luôn mất luôn ở vùng 1265 điểm sau đó thì chúng ta có tiếp tục có những cây nến giờ các anh chị có những cây nến giờ test tích lũy lại quanh vùng 1256 điểm tí nữa ông sẽ nói mốc 1256 nó sẽ có ý nghĩa như thế nào tí nữa ông sẽ phân tích ở trên trạng kỹ thuật ngày và chúng ta thấy rằng là uh, rất nhấp nhô và ở đây chúng ta có cây nến giờ từ 13 giờ đến 14 giờ chỉ số VN Index có cái sự phục hồi và lấy lại được ở trên cây xu hướng tuy nhiên cây nến giờ kết thúc phiên thì lại là một cây nến vô duyên uh, cây nến của ngày hôm qua cây nến từ 13 giờ đến 14 giờ thì rất là duyên nhưng cây nến kết thúc phiên À, của chỉ số VN Index lại vô duyên và đến ngày hôm nay thì nó lại tiếp tục là một cây nến vô duyên khi mà chỉ số VN Index có thời điểm đã chạm vùng 1265 điểm tuy nhiên kết thúc phiên thì nó lại bị một cây nến nhấn chìm với điểm đóng nến gần như là thấp nhất ở trong cái cây nến giờ này và nó bị mất vùng 1256 với xu hướng hiện tại như thế này thì dự báo tuần tới chỉ số VN Index chúng ta sẽ quay trở về vùng 1247 đến vùng 1250 các anh chị nha 1247 đến vùng 1250 tức là gì cái cái câu chuyện là vùng 1247 đến vùng 1250 sẽ tiếp tục sẽ là cái vùng gì ạ chúng ta sẽ phân tích dự báo chúng ta sẽ phán đoán thêm cái xu hướng thiên hướng kỹ thuật của chỉ số VN Index vùng này test tích lũy thành công có cơ hội đảo chiều thì như vậy chúng ta mới bắt đầu à, chúng ta mới hướng lại ở vùng 1265 đến vùng 1270 đối với chỉ số VN30 ở đây các anh chị từ phiên giao dịch ngày 1 cho đến ngày 5 Đấy thì chỉ số VN30 cũng như vậy, nó cũng có một cái một cái kênh xu hướng, một cái kênh xu hướng ở đây và hiện tại thì chỉ số VN30 đang trượt theo kênh xu hướng. Có nghĩa là gì? Mỗi lần chạm cản trên của kênh xu hướng thì chỉ số VN30 chúng ta đều bị sọt lại. Và cái điểm mấu chốt ở trong tuần vừa qua đó là chỉ số VN30 chúng ta bị mất vùng 1276.5. Đây các anh chị, mất điểm 1276.5 thì cái lần thứ nhất mất thì nó lại phục hồi lại được nhưng lại chạm cái cản chéo đây đó là vùng 1290 1295 chỉ số VN30 của chúng ta không thể bứt thoát được qua được và nó lại quay trở lại nó test và đến điểm thứ hai thì trong phiên giao dịch ngày 4 á, thì nó có cái điểm vùng 1265 đến 1270 chúng ta dự báo gì ạ? Ở chỉ số VN30 chúng ta sẽ tiệm cận lại vùng 1280 đến vùng 1282 và tại đây thì chỉ số VN30 của chúng ta cũng bị thất bại. Cây nến giờ kết thúc của chỉ số VN30 trong phiên giao dịch ngày hôm qua cũng là một cây nến rất là vô duyên và đến phiên giao dịch ngày hôm nay đến phiên giao dịch ngày hôm nay thì như cũng đã có phân tích dự báo là chỉ số vn30 chúng ta sẽ test điểm một ở vùng 1265 điểm 2 sẽ ở vùng 1260 và cây nến giờ đầu tiên thì chỉ số vn30 chúng ta rơi khả sát về vùng 1250 điểm ở đây có sự phục hồi tuy nhiên cây nến giờ kết thúc phiên thì lại lại kém quá các anh chị tức là ít nhất là nó đóng lên được trên vùng 1265 thì như vậy là sang tuần là chúng ta sẽ có những cái màu hồng nó sẽ có những cái sự tích cực tuy nhiên với cái cách đóng nền như thế này thì chỉ số vn30 dự kiến sẽ tiếp tục test về vùng 1255 điểm sâu hơn sẽ là vùng 1250 test thành công đảo chiều đảo pha xu hướng ở đây thì như vậy là lúc đó thì chúng ta lại tiếp tục ngắm về cái cản chéo ở quanh vùng 1270, 1273 và vùng 1275. Bây giờ chúng ta nhìn sang chỉ số VN30, F1M hay còn gọi là chỉ số phá sinh thì đối với chỉ số này thì phân tích cho các anh chị ở trên trạc kỹ thuật 15. Thì chúng ta cũng như vậy thôi. Thứ nhất là chỉ số phá sinh cũng trượt dài ở trên một cái kênh xu hướng anh chị thừa giảm trên cái xu hướng và uh, tuần trước cái chỉ số này đạt được ở mắc ở quanh vùng 1305 đến vùng 1310 và đến tuần này thì như đã có phân tích uh, cực kỳ là chi tiết rồi các bản tin hàng ngày thì những các anh chị nắm được các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng và đặc biệt là ví dụ như là cái vùng 1282 đó các anh chị đó và khi chỉ số phá sinh của chúng ta bị thất bại ở vùng 1282 điểm đây này anh chị một một hai tám hai đây nó bị thất bại vùng một hai tám hai thì kể từ đây là như vậy là chỉ số phá sinh của chúng ta bị sọc rất là mạnh và trong phiên giao dịch ngày hôm nay, phiên giao dịch ngày mùng năm thì hùng đã có dự báo là gì? Phái sinh sẽ test về vùng 1265, sau đó sẽ test vùng 260, Nhưng cây nến giờ cây nến M5 đầu tiên thì như vậy là gì? Phái sinh của chúng ta mở gáp giảm, mở gáp giảm và đạp tương đối là rát về quanh vùng 1250 ở đây là khoảng quanh vùng 1252.5 đấy quanh vùng 255 và nó test hai điểm và có sự phục hồi về vùng mươi thậm chí là có thời điểm là đá gì đã chạm đến vùng năm tuy nhiên là lên đến đây thì nó lại chạm vào cản của kênh xu hướng và à, cái điểm kết thúc phiên à, như vậy là gì phá sinh lại bị sọt tương đối là mạnh các anh chị sọt tương đối mạnh và nó đóng cửa lại có một cái điểm lùi về ở khoảng quanh vùng 1252.1 như vậy thì tuần tới có thể là nó sẽ có một cái lực hồi tức là nó sẽ tiếp tục chúng ta sẽ tiếp tục gì ạ chúng ta sẽ tiếp tục kiểm định ở vùng 1252.5 ở đây đó còn trong trường hợp nếu mà phá sinh mà chúng ta không giữ được ở vùng này thì chúng ta phải dự báo tiếp cái vùng hỗ trợ thuật tiếp theo ở vùng 1243 đến vùng 1247 và phá sinh sẽ chỉnh cung về đây test tích lũy và test thành công test thành công ngay chị đảo chiều đảo phá xu hướng thì cái mục tiêu của nó là gì nó sẽ tiếp tục gì đầu tiên nếu mà test về vùng 1243 thì nó lại phải công lại ở vùng 1252.5 công thành công ở năm hai 2 năm thì cái cản chéo của nó ở đây nó sẽ hình thành ở đây đó là vùng 1265 điểm các anh chị nhá và khi về đến đây thì khả năng là gì thì đường của chúng ta bắt đầu là có cái sự rung lắc và uh, chúng ta sẽ tiếp tục phân tích các anh chị chúng ta sẽ tiếp tục phân tích về mặt xu hướng ví dụ khi mà về đến đây nó test lại thành công ở vùng 1255 ví dụ nó đạp tiếp một nhịp nữa nó lại đạp tiếp một nhịp nữa về vùng 1255 1252.5 và đã test tích đi thành công ở đây và thị trường của chúng ta đảo lo tất cả mọi thứ nó thuận dòng tiền mua dòng tiền chờ mua tăng đột biến đó vậy thì cái đó thì cũng sẽ bắt đầu dự báo là gì xu hướng thị trường của chúng ta sẽ bắt đầu phục hồi và khả năng đó sẽ là những cái điểm mà chúng ta thu gom ok bây giờ chúng ta cùng nhìn chỉ số vn index ở trên chart kỹ thuật ngày thì nhung đã có phân tích cho anh chị khá là kỹ rồi mô hình tam giác này cản trên thì ở vùng 1290 1295 1300 điểm này vùng hỗ trợ dưới thì một cái điểm mẫu chốt ở trong tuần vừa qua đó là chỉ số VN đến chúng ta bị mất ở vùng 1263 và lúc nãy phân tích ở trên trạng kỹ thuật giờ thì mình còn nó cái điểm 1256 đây chính là cái đường line này đó, 1256 cái điểm này thì đã ngắm rồi và phiên ngày hôm nay thì chỉ số VN chúng ta bị mất ở điểm 1256 mặc dù cái điểm mất thì nó không qua tức là 1255 với 1256 nó chỉ lệch một điểm thôi nhưng ít nhất là mất rồi vậy thì có thể là gì xu hướng tuần tới chúng ta sẽ kiểm định ở vùng 1247 đến vùng 1250 và tại đây thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích trong trường hợp trong trường hợp tích cực có nghĩa là uh, test ở thành công ở vùng này và gì uh, bạn đảo lo lên cho tôi đúng không thì như vậy là gì đó là trường hợp tích cực và như vậy các cái vị thế cổ phiếu chúng ta đang cầm nắm thì chúng ta sẽ có cơ hội phục hồi tuy nhiên đó, tích cực thì nó sẽ có tiêu cực. Đó, trong trường hợp nó test tất, thất bại ở vùng 1247 các anh chị nhá. Thì nó sẽ lùi tiếp về đây này, vùng 1232 và thậm chí khi 1232 thì nó sẽ xuất hiện những cây nến như này. Tức là nó sẽ test sát ở vùng 1220 điểm cộng trừ 2 điểm. Tức là nó sẽ về cái biên hỗ trợ này. Và về đến biên hỗ trợ này thì khả năng là dòng tiền tham gia bắt đáy nó sẽ lớn và tại thời điểm đó thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, phân tích cập nhật uh, xu hướng. chúng ta đi vào cái nội dung thứ hai đó là chúng ta sẽ đi phân tích các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng tuần này thì hùng lê đang bị viêm họng anh chị đang bị ho nên là quá trình nói thì đôi lúc nó sẽ bị um, ho này thứ nhất là ho này các anh chị thông cảm này đấy là phải hết sức thông cảm nhé tức là rất là cố gắng để truyền tải những cái nội dung rất quan trọng đến với anh chị em cộng đồng nhà đầu tư và cứ ngày thứ sáu thì chúng ta sẽ làm một bản tin cố gắng là như vậy anh chị MVDG ở đây thì chúng ta có phân tích cái vùng cản cái tuần ở vùng 51 đến khoảng vùng 52 và điểm chỉnh cung của nó sẽ ở khoảng quanh vùng 50 đến 50.5 thì các anh chị để ý thấy này ở đây là chúng ta có các cái điểm về cơ bản ở trong tuần vừa qua đến thời điểm này thì như vậy là chị MVDG có có diện có điểm đóng nến ở trên vùng 51 tức là nó có test ở vùng 50 50.5 có những điểm test sâu hơn nhưng về cơ bản là nó vẫn tiếp tục diện lên được vùng 51 và tuần tới về mặt xu hướng, MWG sẽ hướng vùng cản kỹ thuật 51 đến vùng 52 và khi mà cổ phiếu MWG bứt được vùng 52 thì như vậy là uh, cổ phiếu này cũng sẽ hết cản các anh chị và chúng ta sẽ tiến lên uh, tiến lên cản kỹ thuật 55. cổ phiếu Mansan uh, góc nhìn với Mansan thì cổ phiếu này chúng ta phải đầu tư dài hơn một tí và sau khi đạt được mắc cái target kỹ thuật ở quanh vùng 81, 82 thì cổ phiếu Mansan đang quay trở về trình công tích lũy. Ở trong tuần vừa qua thì như ông đã có phân tích ở đây dự kiến nó sẽ test về vùng 74 trong trường hợp vùng 74 bị thất bại thì chúng ta phải tính toán đến ở vùng 70 đến khoảng vùng 71 đấy thì đến phiên ngày mùng 4 đó. đến phiên ngày mùng 4 thì về cơ bản là nó vẫn linh sình ở quanh vùng 74 Tuy nhiên phiên ngày mùng 5 thì với lực chốt như này tương đối là mạnh tuần tới nó sẽ tiếp tục kiểm định ở quanh vùng 72 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 70 đến vùng 71 tại đây chúng ta sẽ chờ đợi và chúng ta sẽ đánh giá các cái điểm cổ phiếu đảo chiều Vinamilk ở trong tuần test hỗ trợ có lực long và bây giờ phiên kết tuần nó lại quay trở về uh, test lại. Đây Vinamilk chúng ta có dự báo ở vùng hỗ trợ thuật 67.3 đến vùng 67.5 trong tuần thì nó có những cái điểm test khá sâu về vùng uh, sát với vùng 66.5, 66.6 có điểm vượt thoát lên và đây đang là những cây nến giờ để uh, giúp Vinamilk củng cố lại ở vùng hỗ trợ kỹ thuật 67.3, 67.5 kỳ vọng tuần tới thì nó sẽ test đi thành công ở vùng này mục tiêu ở Vinamilk trong thời điểm ngắn hạn thì chúng ta sẽ ngắm ở vùng 69 đến khoảng quanh vùng 69.5 cổ phiếu gì gì ở trong tuần tiếp tục công vùng cảng kỹ thuật 64.5 đồng thời thì nó test thành công hỗ trợ vùng 63 63.5 nhịp thứ nhất nó test thành công và nó công về cản À, tuy nhiên đến nhịp thứ 2 ở đây thì như vậy là đang hơi đuối Như vậy tuần tới sẽ test về vùng 62.5 điểm sâu hơn là vùng 61.7 đến vùng 62 Kỳ vọng test thích thành công ở vùng này thì nhiệm vụ của chúng ta lại như vậy thôi Vùng 64.5 sẽ là vùng cản kỹ thuật và chờ đợi những cái uh, tín hiệu kỹ, kỹ thuật của thị trường Để giúp cho cổ phiếu này có thể vượt thoát ở vùng 64.5 đến vùng 65 BVH ở đây chúng ta dự báo vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần ở vùng 42.3, 42.5. À, điểm thứ nhất nó test sâu hơn và điểm thứ hai thì nó cũng vòng lên được trên 43. Tao các kỹ thuật tuần dự báo ở vùng 43.5 thì không đạt được các anh chị nhé. Và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại tức là cổ phiếu bị bán mạnh từ vùng 43. cái nến kết thúc uh, phiên ngày hôm nay thì nó test lại vùng 41.7. Nên khả năng tuần tới ở vùng 41.5 tiếp tục uh, phân tích đánh giá uh, về mặt xu hướng cổ phiếu ở vùng này và với xu hướng thị trường hiện tại đang khá là yếu cho nên là chúng ta sẽ phải bình tĩnh để chúng ta xem thêm ở cái khả năng tích lũy ở vùng 4141.41.4 đến khoảng 4.5 tích lũy thành công đảo chiều đảo phá xu hướng thì cái đó chúng ta sẽ uh, tiếp tục uh, phân tích xu hướng phục hồi Vích ở trong tuần khá là khỏe khi mà nó cũng đỡ khá là tốt ở khoảng quanh vùng 47 47.5 thì đây này chúng ta có phân tích cái vùng hỗ trợ cái tuần tuần của cổ phiếu VIX ở vùng 47,47.3 và cản ở đây thì nó đang có cản 48 trong tuần thì nó chưa thể bứt được cản 48 tuy nhiên với cách vận hành như thế này cũng khá là tối ưu như vậy tuần tới trong trường hợp xấu thì có thể chúng ta sẽ có dự báo ở vùng 47,47.3 mục tiêu thì tiếp tục công cản 48 để đi về vùng 49 khoảng 50 Vinhome sau khi mà test hỗ trợ thì cổ phiếu này cũng bắt đầu có một cái sự phục hồi khá là tốt. Trong tuần Hùng có phân tích mùng dự kiến chỉnh cung mục tiêu ở vùng 42.3 42.5. Đây anh chị trong phiên giao dịch ngày mùng 2. Vinhome chạm hỗ trợ và có lực bật target tuần ở vùng 43.8 đến khoảng vùng 44 thì suy sát đặt target tuần và nó lại chỉnh lại một lần thứ hai. Đấy như vậy là nếu như mà ở trong tuần vừa qua nếu như các anh chị mà chúng ta tối ưu hóa được là chúng ta làm được hai vòng đấy và tuần tới thì khả năng nó chỉ test lại ở khoảng quanh vùng 42.6 thôi. Và mục tiêu thì chúng ta lại có vùng 43.8 đến khoảng vùng 44. Nhóm ngành mùng lên sẽ đi phân tích tiếp theo. Đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp. Cổ phiếu KBC dự báo vùng chỉnh cung mục tiêu ở vùng 34 34.5, nhịp thứ nhất thì đánh khá là tốt, nó phục hồi lên được quanh vùng 35.5 này. Nhưng mà đến nhịp thứ hai thì như vậy là gì? Nó test tích lũy thất bại ở vùng 34 cho nên nó sẽ có điểm lùi. Với xu hướng hiện tại đây, chúng ta sẽ dự báo tiếp vùng hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu này ở vùng 32.5 đến khoảng quanh vùng 33, à, tuần tới chắc chắn sẽ test về vùng này. Và tại vùng này thì chúng ta sẽ phân tích thêm trong trường hợp nếu như cổ phiếu mà bị mất ở vùng hỗ trợ 32.5 thì như vậy là chúng ta chúng ta có thể phải dự báo cái vùng chỉ cung sâu hơn của cổ phiếu này sẽ lùi về ở khoảng quanh vùng 31.5. ITA ở trong tuần dự báo vùng chỉnh cung mục tiêu ở quanh vùng 5.95 thì ba phiên giao dịch đầu tuần khá là tốt nhưng đến phiên giao dịch ngày mùng 4 ITA bị mất vùng 5.95 và khi cổ phiếu bị mất vùng 5.95 thì nó sẽ test về vùng 5.9 và đến phiên ngày mùng 5 thì như vậy là gì? Khá là xấu khi mà cổ phiếu này tiếp tục bị mất vùng 5.8 như vậy tuần tới khả năng là nó sẽ tiếp tục lùi lại ở vùng 5.6 đến khoảng 5.65 để test cung tích lũy và tại thời điểm đó thì chúng ta sẽ đánh giá thêm khả năng đảo chiều xu hướng. Cổ phiếu SSC trong tuần dự báo vùng chỉnh cung mục tiêu ở vùng 43 43.5 thì phiên ngày mùng 2 là cổ phiếu SSC chỉnh cung và target kỹ thuật ở vùng 45. 45.5 đến vùng 46 thì nó đạt được, suy sát đạt được ở trong phiên giao dịch ngày 3 tháng 4 và như vậy chúng ta thấy rằng đây điểm cản và chúng ta tiếp tục có điểm cản ở vùng 44.8 đến khoảng quanh vùng 45. Và vì ở đây là cản rồi cho nên là đây các anh chị này chúng ta cản thì chúng ta đừng có mua và chúng ta nên để vùng hỗ trợ và trong tuần vừa qua thì sau khi mà chạm cản thì cổ phiếu SSC cũng đã có một cái lực sọc rất là mạnh và đặc biệt trong phiên giao dịch ngày hôm nay SSC bị mất vùng hỗ trợ kỹ thuật cũng tương đối quan trọng ở vùng 41.8 với một cây nến m cây nến giờ bán tương đối là mạnh về bản chất là hai cây nến giờ bán rất là mạnh và tín hiệu đường MACD trên trạc kỹ thuật giờ đang cắm đầu đi xuống điều này cho thấy rằng cổ phiếu đang nằm ở trong kênh xu hướng giảm giá tuần tới ở vùng 40.5 40.6 hoặc điểm sâu hơn sẽ là ở khoảng quanh vùng 40. Tiếp tục phân tích khả năng phục hồi. Cổ phiếu IDC trong tuần dự báo vùng chỉ cú mục tiêu ở vùng 58, 58.5 và cản kỹ thuật ở vùng 60. Thì cổ phiếu test vùng 1 ở mục tiêu và đạt cản. Sau khi mà đạt cản xong thì cổ phiếu IDC cũng đang quay trở lại test lại vùng 58 lần 2. Xét về mặt kỹ thuật thì cổ phiếu IDC các cái điểm chỉnh kỹ thuật này thì vẫn đang tương đối là lạc quan, như vậy tuần tới thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái khả năng tích lũy chịu tải ở vùng 56.7 đến vùng 57 của cổ phiếu này. Còn đây là cây nến đều các anh chị nhé. Thực tế nó không có giá sâu như thế này đâu và nó chỉ loanh quanh trong tuần vừa qua thì cái điểm thấp nhất nó ở khoảng vùng 57.8. tám cổ phiếu VGC Dự báo vùng chỉnh cung mục tiêu ở vùng 57, 57.57 57 đến vùng 58, tức là điểm chỉnh 1 là 58 và điểm 2 là 57 thì ở phiên giao dịch của ngày mùng 2 nó test về vùng 58 có vùng giá mục tiêu 59.5 và khi chạm vùng cản này thì như vậy là gì? Cổ phiếu VGC lại tiếp tục bị đạp lại. Ở phiên ngày mùng 4 nó test hỗ trợ kỹ thuật vùng 57 và đến phiên ngày mùng 5 thì như vậy nó lùi về vùng hỗ trợ kỹ thuật khá là sâu. Thì ở đây các anh chị lưu ý là vùng 55.7 đến khoảng vùng 56 ở đây đang có một cái hỗ trợ của cổ phiếu VGC. Trong trường hợp nó tích lũy thành công và nó bật long quay trở lại ở đây. Bật long luôn nhá. Đó, nó test tích lũy thành công bật long luôn thì như vậy là chúng ta sẽ dự báo xu hướng sẽ kéo về khoảng quanh vùng 57.5 đến vùng 58. Nhưng trong trường hợp cổ phiếu VGC bị mất vùng hỗ trợ kỹ thuật 55.5 thì như vậy là chúng ta phải tính toán một cái điểm hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn của cổ phiếu này đó là vùng 53.5, 53. .5, 53. 53.7 và đến khoảng quanh vùng 54. Tiếp ở đây chúng ta có uh, dự báo cái vùng hỗ trợ test lại của tip đó là khoảng quanh vùng 26.2. Cản kỹ thuật ở vùng 27 trong tuần thì nó lên cũng chỉ soát được vùng 26.8 mấy này. Thì nó bắt đầu nó chỉnh và nó mất vùng hỗ trợ 26.2. Tuần này tiếp tục lùi vùng hỗ trợ kỹ thuật 25.5 và khả năng với cái động thái hiện tại của thị trường thì tuần tới tiếp sẽ lùi lại ở khoảng quanh vùng 24.5 24.6 test cung chỉnh nền và tại đây thì cũng sẽ tiếp tục chúng ta sẽ có những cái sự phân tích về xu hướng đảo chiều đảo pha của cổ phiếu này nhóm ngành thì chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành thép thì như cũng đã có phân tích đề cập ở trong cái thời gian vừa qua đó là nhóm thép thì nó đang tiệm cận đến cái vùng cản trung hạn và chúng ta kỳ vọng là nhóm thép sẽ lần lượt break cái vùng cản trung hạn ví dụ như đối với hòa phát thì chúng ta sẽ có cái vùng cản kỹ thuật trung hạn của nó là vùng 31.5 đến khoảng vùng 32 hai Tuy nhiên là trong tuần vừa qua thì nhóm thép cũng không chịu được cái sức ép chung của thị trường và nhóm này cũng bắt đầu quay đầu giảm điểm cổ phiếu HPG dự kiến vùng chỉnh cung mục tiêu ở vùng vùng 30 và điểm sâu hơn ở đây là vùng 29 29 tháng 7 thì uh, phiên ngày mùng 2 khá là tốt Có sự phục hồi và nó quay lên được ở đâu đó khoảng quanh vùng 30.5 Nhưng mà sau đó thì nó lại tiếp tục test lại vùng 30.1 và nó thất bại ở vùng 30 Và khi vùng 30 bị thất bại thì như vậy là đây Hòa Phát sẽ có cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo ở đây là vùng 29.29.2 Nhịp 1 nó chạm nó chạm vùng 29.2 nó có nhịp long nháp thứ nhất và chúng ta sẽ chờ đợi là gì? Tuần tới thì khả năng nó sẽ tiếp tục test lại vùng 29 29.2 lần thứ hai kỳ vọng mô hình VKF thành công ở đây thì như vậy là gì cổ phiếu Hòa Phát sẽ bắt đầu phục hồi và mục tiêu thì chúng ta lại tiếp tục ngắm lại vùng cản kỹ thuật 30 30.2 cổ phiếu hoa sen dự kiến chỉnh cung mục tiêu ở vùng 23.5 23.7 ta ghét kỹ thuật và điểm break trung hạn của nó là vùng 24 thì trong tuần khá tốt này điểm 1 là nó làm rất tốt À tuy nhiên điểm 2 thì hỏng rồi, điểm 2 thì như vậy là mất vùng 23.5, sau đó mất vùng à 23. và cây nến thực ra là hai cây nến giờ kết thúc phiên ngày hôm nay nhiều cái điểm nó đã đánh lại vùng 23 tuy nhiên là đây này, cây nến giờ kết thúc phiên là cái cây giờ nến chìm nên là tuần tới sẽ là vùng 22.5. Trong trường hợp mà vùng 22.5 mà nó không tích lũy thành công thì như vậy là hóa sen sẽ lùi lại ở vùng 21.7 đến khoảng quanh vùng 22. Ở cổ phiếu Nam Kim NKG dự kiến ở vùng chỉ có mục tiêu ở vùng 24.825 và target kỹ thuật gọi là cái điểm break trung hạn của nó là vùng 26 thì nhịp một à, Nam Kim làm rất tốt. Đó là đã đánh lên được vùng 26.2, tuy nhiên nhịp 2 thì lại hơi đuối. Khi mà nó bị uh, thứ nhất là tuần này thì nó bị thất bại vùng 24.8 này phiên ngày hôm nay có thời điểm là đã công lên được rồi đấy tức là nếu như mà cây đến giờ này kết thúc ở trên vùng 25 cộng thì lại đẹp tuy nhiên là nó lại đóng nhíu phát thế này thì nó lại xấu cho nên là tuần tới chúng ta sẽ tính toán ở vùng 24 24.2 kỳ vọng là gì ờ, cổ phiếu này sẽ hình thành mô hình VK ở đây tiếp tùy chỉnh cung thành công và đặc biệt là các anh chị chú ý này tín hiệu đường mã CD của em này đang cắm xuống thì sau khi cắm xuống như vậy thì nó phải hướng lên đó và khi nào hướng lên thì cổ phiếu bắt đầu phục hồi hiểu nôm na đơn giản như vậy thôi VGS trong tuần dự kiến vùng chỉnh cung 1 ở vùng 26.5, vùng 2 sẽ ở vùng 20 mấy này này 258. Thì uh, và target tuần ở vùng 27.5 đến vùng 28 này thì nó đạt được vùng uh, suy sát đạt được vùng 28 đấy. Và sau đó thì nó chỉnh, nó chỉnh thì ở đây này, ở đây là nó vòng test lại vùng 25.5 phục hồi và nó lại quay trở lại nó test. Cho nên là trong tuần tới thì khả năng VGS sẽ có những râu nến các chị, tức là sẽ có những râu nến khá là dài và những cái râu nến đấy thì nó có thể nó sẽ bắt đến các anh chị hiểu cái cây nến mà nó sẽ xuất hiện những cây nến mà râu nến nó dài nó sẽ kéo để nó bắt nó bắt đến tận vùng 24.2 24.5 24.7 khả năng là nó sẽ bắt hết ở cái vùng này và sau đó thì nó sẽ bắt đầu phục hồi và VGS thì nó cũng chỉ cần một hai cây nến giờ thôi là nó phục hồi và nó đánh rất là là tương TLH một con pen của nhóm ngành thép đây trong tuần chúng ta dự báo là gì nhỉ vùng tích lũy chỉnh cung đâu đó quanh vùng 886 nhưng mà vùng này bị hỏng nên là nó sẽ phải lùi lại khá là sâu ở đây chúng ta đang có các điểm test kỹ thuật thứ nhất ở quanh vùng 8.2 8.3 phục hồi lên nhưng mà khả năng điểm phục hồi này thì chưa thuyết phục nên là tuần tới nó sẽ tiếp tục nó quay lại nó test ở vùng 8.2 đó test tích lũy thành công vùng này thì như vậy là chúng ta sẽ tính toán phương án đảo chiều uh, quay trở về vùng 8.6 8.7 còn trong trường hợp nếu mà vùng 8.2 bị thất bại thì đương nhiên rồi nó sẽ phải lùi về vùng 8 cho nên là trong tuần tới thì các anh chị đừng có vội vàng bắt đáy Phải khi nào mà thị trường của chúng ta có tín hiệu đảo chiều đảo pha Và đặc biệt là cùng nhấn mạnh lại đó là dòng tiền chờ mua Dòng tiền mua quay trở lại kích hoạt trở lại Thì đó sẽ là những cái thời điểm rất là tích cực để cho các anh chị chiến đấu Nhóm ngành mà mình sẽ đi phân tích tiếp theo Đó là nhóm ngành đầu tư công Và đây cũng là một sóng ngành khá là hay của năm 2024 sau khi nó đạt được những cái target kỹ thuật rất thành công và áp lực chung của thị trường thì chúng ta cũng sẽ không thể tránh được các anh chị nhé. KSB dự kiến vùng chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng 26 nhịp một làm khá tốt test vùng 26 và kéo lên được đến vùng 26.8 đến khoảng quanh vùng 27 ở đây đây là nó có cản ở đây và tại đây thì như vậy là động lực nó bị suy yếu và sau đó nó test lại vùng 26 lần 2 và nó bị thất bại các anh chị này thất bại vùng 26 lần 2 thì đương nhiên rồi nó sẽ về vùng 25.2 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 24.8 đến khoảng vùng 25 tuần tới thì thì, thì, thì xu hướng chắc chắn là nó sẽ quay trở lên được test rồi và vấn đề là test thành công tích lũy thành công đảo chiều xu hướng tất cả mọi thứ các anh chị nhá thì khi đó chúng ta sẽ phân tích lại cái xu hướng phục hồi của cổ phiếu KSB về lại vùng 25.8 đến khoảng quanh vùng 26 PLC ở trong tuần dự kiến vùng chỉnh cung mục tiêu ở quanh vùng 33.5 và target mục tiêu sẽ hướng về vùng 36 suy soát đạt được 357 sau đó nó chỉnh cung, phiên ngày hôm nay khá là tốt. Tuy nhiên hai cây nến giờ kết thúc phiên thì nó hơi vô duyên nên là chúng ta phải tính toán lại ở điểm hỗ trợ kỹ thuật tuần tới ở vùng 33, 33 5 chắc đi thành công. Mục tiêu thì lại như vậy thôi. Lại vùng 35.5 đến khoảng quanh vùng 36. VCG nhịp 1 làm khá là tốt, tuy nhiên nhịp 2 thì lại hỏng. Nhịp 1 đây các anh chị, tức là chúng ta dự báo vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 25.1. Bản chất thì các anh chị nếu mà chúng ta xem các bản tin tuần đó, và chúng ta hiểu được cái vùng 25.1 là vùng hỗ trợ kỹ thuật đó, thì VCG làm được một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng các anh chị ăn được bốn vòng. Bốn vòng đảo T trước khi mà uh, dính cái nhịp này. Thì nhịp này là gì? Nhịp này là nó uh, đây này 25.1 này, cản kỹ thuật mùng đã có phân tích này, cản cuối ở vùng 26 26.3 thì trong tuần vừa qua là nó đánh lên khoảng quanh vùng 26.8 và phiên kết tuần cây nến kết tuần thì nó bị mất vùng 25.1 cho nên tuần tới nó sẽ chỉnh cung về vùng 24.2 đến khoảng vùng 24.4 và thậm chí là nó sẽ có những cái râu nến râu nến này là vùng 23.9 đó, nó sẽ quét những cái dâu nến uh, chỉnh cung sâu về vùng 25.9 sau đó nó sẽ phục hồi lên. Các anh chị chú ý những cái kịch bản đấy nhá. Tức là gọi là ta ao bắt cá đấy. Và vô hình dung là sẽ rất nhiều anh chị em ngã đúng cái cái điểm đấy. Lưu ý là như vậy. Uh, cổ phiếu FCN trong tuần nhịp 1 làm khá là tốt đánh được về target 17 cộng tức là target 1 là 17 và target 2 là 17.5 thì nó lên được 17.2 nhịp 2 thì hỏng bởi vì là sau khi mà nó lên được 17 thì nó lại test lại cái điểm 16.3 nó bị thất bại, điểm 16.3 bị thất bại thì nó sẽ lùi lại vùng 15.5 trong phiên ngày mùng 5 có thời điểm là test về vùng 15.2, rút chân lên và quay trở lại như vậy tuần tới 15.5, điểm sau hơn sẽ là vùng 15.2 và chúng ta cũng có thể gì chúng ta cũng có thể đề phòng gọi là râu nến dâu nến các anh chị nó có thể test về những cái dâu nến về vùng 15 Thị trường thì nó luôn lặp lại và cam đoan với các anh chị là rất nhiều nhà đầu tư sẽ ngã đúng cái điểm đấy Chắc chắn là như thế Bởi vì ông kinh nghiệm ông nhìn thấy rồi Thị trường nó toàn như thế thôi Đấy, LCG Vùng có đại kỹ thuật ở đây, vùng 13.7, 13.8 nè Ta uh, target kỹ thuật 14.5 nè Đó, và trong tuần vừa qua thì nó đạt được vùng 14.5 điểm trả thứ hai thì nó lại test lại vùng 37 và 38 lại bị hỏng ăn mất chỗ này rồi nên là gì nó sẽ lùi lại uh, vùng 13.1 và đặc biệt là cái nến này hôm nay là một cây nến rất là dài thì ở đây chúng ta để ý trong phiên giao dịch ngày 18 tháng 3 thì nó cũng có một điểm test về vùng 13.1 cho nên là cái cây nến giờ tiếp theo của phiên giao dịch ngày hai tuần tới nó sẽ quyết định về mặt thiên hướng trong trường hợp nó lình cường lình cường đấy nó nó test nó 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 kéo lên nó kéo lên trùng được khoảng tâm quanh vùng 13.5 sau đó nó test lại nhịp hai ờ, nó test lại nhịp 2 ở khoảng quanh vùng 13.2 và tại nhịp 2 này nó kéo lo đấy thế thì đây gọi là gì đây gọi là test cung thành công đó cái thuật toán nó rất là đơn giản như vậy các anh chị nhé mọi người cứ bảo là ơ thế mày bảo là test cung thành công thì như thế nào gọi là test cung thành công là cây nến giờ thứ nhất này kéo lên vùng 13.2 này lừng gừng vài cây nến giờ này, nó kéo lên 13.5 sau đó test lại vùng 13.2 và sau đó nó lại xuất hiện tiếp những cây nến giờ gì kéo Đấy đây thì, thì như vậy gọi là gì? Đó gọi là test thành công. Và tất cả những cái cái thuật toán này thì chúng ta phải phân tích ở trong phiên GN tham trực tuyến các anh chị nhá. Còn trong trường hợp test thất bại là gì? Cây nến giờ này nó ngồi chòm trọm xuống này nó kéo đỏ này. Ví dụ nó xuất hiện một cây nến giờ đỏ như thế này này. Đó, thì gọi là test thất bại này. Và khi mà cái điểm này thất bại thì có nghĩa là gì? Nó sẽ phải lùi về vùng 12.8. 12.8 mà không tích lũy thành công thì nó sẽ phải đi về vùng 12 7 và nó cứ thế thôi. Đó, các anh chị hiểu như vậy. Đấy, cách thức vận hành của cổ phiếu như vậy thôi, không có gì cả. Đối với cổ phiếu HRV, trong tuần thì cũng có dự báo vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 15.3. Target kỹ thuật tuần thì cũng có đặt ra ở vùng 16.2, 16.3 và các anh chị nhìn thấy đúng không ạ? Đây, anh em nào mà đua ở đây thì đến đoạn này bắt đầu chuẩn bị cắt lỗ này. Có thể phiên này chưa cắt đâu, nhưng mà đến phiên đến phiên thứ hai hoặc phiên thứ ba nó nhúi về vùng 14.7 nó nhúi về vùng ngủ, nó giảm là quan đoan là mua ở 16.3 và sẽ cắt lỗ ở vùng 14.7 này rồi sau khi cắt lỗ xong á thì cổ phiếu nó lại bừng 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 bừng, bừng nó ờ, hồi phục nó đi lên đấy nó trở theo như vậy đấy các anh chị và thị trường nó luôn như vậy cổ phiếu nó luôn như vậy cái chính là làm sao để chúng ta <laughs> chúng ta nắm được chúng ta nắm được để chúng ta tránh những cái cú ngã như thế này đấy và để tránh được những cú ngã như vậy á thì các anh chị đừng có nhìn vào những cái bánh vẽ mà mấy cái thằng nó vẽ ra nó ném lên rung nó đưa cho các anh chị nhìn mà chúng ta phải nhìn cái bánh vẽ của chúng ta là gì là kiến thức là học tập hàng ngày là sự tu dưỡng hàng ngày là sự tìm tòi hàng ngày đó và chúng ta phải trong đầu chúng ta phải luôn tâm niệm một con đường đấy là đi chậm đi chắc đi bền và làm thế nào để đi chậm làm thế nào để đi chắc làm thế nào để đi bền thì cố gắng xem nhiều cái bản tin của hùng lê vào thế thôi chứ hùng không có không có, có 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 gọi là đưa ra một cái gì một cái bánh vẽ gì của anh chị cả cũng chỉ đưa ra cho các anh chị đấy là gì cái cái cách vận hành của thị trường cắt vận cắt cách, cách vận hành của cổ phiếu và các anh chị nắm được cái việc đó thế thôi thế là đủ và tất cả những cái nội dung phân tích thì không phải cái nào nó cũng đúng nó cũng chính xác 100 phần trăm đâu các anh chị nhé nó tương đối thôi và thuyết tương đối nó là đã là quá là quan trọng rồi đã giúp cho chúng ta rất nhiều việc rồi đó thì đối với mã cổ phiếu sale này trong tuần thì có dự kiến điểm chỉnh cung một quanh vùng 23 và điểm sâu hơn sẽ phải tính toán ở vùng 22.3 đến vùng 2.5 thì về cơ bản nhịp một sell làm rất là tốt chạm hỗ trợ và đồng thời sell cũng hoàn thành luôn cái target mục tiêu ở vùng 24.2 đến vùng 24.5 các anh chị và đây là cản mà cản cho nên là nó phải trả lại thôi thì nó sẽ trả lại nhịp một nó sẽ trả lại ở đây là nó sẽ trả lại quanh vùng 23 này thì các anh chị để ý thấy là trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì nó chỉ đóng cửa vùng 2.9 Mặc dù là hai cây nến giờ này hơi tiếc nữa một tí. Ví dụ trong trường hợp nếu mà xe đóng lên được vùng 23.5 tuần sau cực đẹp luôn. À, tuy nhiên là vì nó không đóng được ở trên vùng 23.5 nên tuần tới thì chúng ta lại phải tính toán là gì? Điểm 23 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 22.3 đến vùng 2.5. Test tích lũy thành công thì mục tiêu lại không có gì cả và đối với xe thì các anh chị lưu ý là à, chúng ta tích lũy các anh chị nhé Chúng ta tích lũy cổ phiếu và tại những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật thì các anh chị nên tích lũy thêm bởi vì khi sale mà nó tích lũy đủ lớn, đủ dài rồi và nó vào các cái huồng kéo các cái huồng chạy thì chỉ cần trong vòng 1 2 tháng thôi là chúng có chúng ta có cái target cho cả năm. Thậm chí là target cho 2 năm, các anh chị chứ không phải 1 năm đâu. Thì đối với HDG ở đây chúng ta có điểm một đội kỹ thuật 29, điểm cả trên ở vùng 30.5 và chúng ta thấy rằng ở đây có một cái lực long khá tốt này và chạm với vùng cản cái thuật này thì như vậy là gì ờ, cổ phiếu HDG là bắt đầu có điểm chỉnh cung và trong tuần vừa qua thì về cơ bản cái đến giờ của phiên ngày hôm nay nó bị thất bại vùng 29 nên nó sẽ lùi về vùng 28.5 lực bán tương đối là mạnh và tín hiệu vòng nhận diện thấy là cái tín hiệu đường mã CD thì đang cắm đầu đi xuống và với tín hiệu cắm đầu như vậy thì cổ phiếu nó sẽ khó để mà gì vượt thoát đi lên như vậy ở đây thì chúng ta sẽ có vùng 27.8 đến vùng 28 sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật ở trong tuần giao dịch tiếp theo và tại đây thì chúng ta sẽ phân tích thêm uh, góc độ đảo chiều, đảo pha xu hướng. Cổ phiếu HDC trong tuần dự báo vùng chỉ có mục tiêu ở quanh vùng 34, vùng 1, vùng 2 thì vùng 33.33.3. 33. Target cái thuật tuần ở quanh vùng 35.5 đến vùng 36 này thì cơ bản là đạt target tuần và sau đó thì cổ phiếu này cũng bắt đầu test lại và phiên ngày mùng 4 thì nó test lại vùng hỗ trợ kỹ thuật thứ nhất và phiên ngày mùng 5 thì nó test lại vùng hỗ trợ kỹ thuật thứ hai hơi tiếc nuối một tí là cây nến rời của HDC có thời điểm nó cũng đã kéo lên được vùng 34 cộng rồi tuy nhiên kết thúc phiên thì nó lại bị nhấn chìm xuống vùng 33 do đó tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá thêm một quanh vùng 32.5 test tích lũy thành công ở vùng này ờ, cổ phiếu đảo chiều thị trường đảo chiều tất cả mọi thứ tốt thì như vậy là chúng ta sẽ phân tích thêm cổ phiếu DPG là một siêu phẩm vùng đã nhắn nào đã nhắn 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 rất là mạnh trong quá trình mà chúng ta phân tích đầu tư tuần vừa qua chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật 45 45.5 thì các anh chị để ý này nó test ở vùng uh, nhịp một nó test 45.5 nhé và cây đến giờ trong phiên giao dịch ngày 4 này nó test về 45 tức là nó test thành công vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần đồng thời là phiên ngày hôm nay suy soát 50 tức là trong tuần vừa qua nó ghi ghi 5 điểm các anh chị 5.000 đồng trên một cổ phiếu có sướng không ạ đấy và con DPG này vào quần kéo nó rất là tốt và khi chạm 50 thì đương nhiên rồi ở thị trường chung nó hơi xấu nên là khả năng tuần tới vùng 47.5 đến vùng 48 thì nó sẽ <cười> quay quay <laughs> trở về chỉnh cung để tích lũy các anh chị nhé. Và đạt phương đây trên trạng kỹ thuật uh, tuần để nói cho các anh chị biết là um, cái xu hướng kỹ thuật của nó đang đẹp như thế nào. Rất là ok. Đạt phương thì cũng khuyến nghị các anh chị là chúng ta cầm tuần này nó công kỹ thuật 50 tuần tới nó sẽ công vùng 53.5 và và cái đỉnh điểm của Đạt Phương thì có thể trong nhịp này Đạt Phương sẽ kéo về khoảng quanh vùng 65 đến khoảng quanh vùng 70. Và nhắc đến Đạt Phương thì có thêm cái con mã cổ phiếu TCH của Hoàng Huy. Nhịp này cũng đang khuyến nghị các anh chị là em trong team ủng Lê là chiến đấu lại, quay trở lại. Đó và hai cây đến tuần rất là đẹp và nó test tức là sau khi mà nó bứt qua được À, các cái vùng cản kỹ thuật và nó quay trở lại về nó test này các chị này Và tuần này thì nó đóng ở vùng 16.5 Và target kỹ thuật của thằng TCH thì khả năng sẽ hướng vùng 18 Và điểm xa hơn nó sẽ hướng về khoảng quanh vùng 22 Cổ phiếu KDH cũng có một điểm chỉnh cung test tích lũy khá là đẹp Ở trong tuần vừa qua Đấy vùng 37.4 này và target tuần thì dự kiến ở vùng 39 thì nó đi lên được vùng 38.7 thì bây giờ nó chỉnh cung và kể cả trong phiên giao dịch ngày hôm nay mặc dù thị trường khá là xấu. Tuy nhiên là nó vẫn giữ được cái điểm rất là điểm tính ở vùng 36.5. Có thời điểm thì nó kéo khá là tốt lên đây này, này. Nhưng mà kết thúc phiên như vậy thì cây nến giờ của à, phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới chúng ta sẽ phân định ở vùng 36.5. Tích cực có nghĩa là gì? Nó làm luôn cây nến giờ xanh như này và nó đảo chiều luôn xu hướng lực cầu các thứ vào ầm ầm đấy đây là tích cực thế còn tiêu cực có nghĩa là gì nó sẽ bị mất vùng 36.5 và khi bị mất vùng 36.5 thì các anh chị lưu ý sẽ có những dâu nến các anh chị dâu nến có nghĩa là sẽ có những cây nến giờ mà nó nhúi xuống một phát xong rồi nó rút chân lên xong nó nhúi xuống một phát nó rút chân lên và sẽ rất nhiều nhà đầu tư ngã ngựa ngã ngựa chính cái điểm này đó là vùng 34.5 34.8 đến khoảng quanh vùng 35 đối với cổ phiếu KDH phiếu Nam Long vẫn ổn tích cực đấy. đây trong tuần vừa qua chúng ta dự báo vùng 42.743 nhé. Đấy các anh chị test vùng 43 thậm chí là không test đến 43. Ta ghét tuần ở vùng 45 nhúi lên phát lên vùng 46 thì sướng không ạ? đây từ quanh vùng 43 mà lên đến tận vùng 46 tăng 3.000 đồng cổ phiếu. đây là những cây nến kể cả phiên ngày hôm nay có thời điểm là nó cũng đánh lên vùng 45.5 tuy nhiên kết thúc phiên thì nó lại bị cây nến nhấn chìm cho nên tuần tới ở đây chúng ta lại tiếp tục vùng 42.7 vùng 43 khả năng nó chỉ test về loanh quanh đây thôi đó test tích lũy thành công anh chị đang có hàng chúng ta có thể gom 20 vào trong vị thế mục tiêu sẽ ngắm lên vùng 45.5 đến khoảng vùng 46 cổ phiếu DG ở trong tuần trước nhỉ hay là tuần này nhỉ nó lên được vùng 33 34 vào tuần này vòng một khá là tốt nói chung là ta ghét kỹ thuật tuần đặt ra ở vùng 34 thì suýt soát đạt được nó lên được vùng 33 chấm mấy coi này là như là ít nhất phải tầm 33 9 đấy và đồng thời gì ờ, chúng ta có vùng hỗ trợ thuật tuần ở dưới này này đây vòng lên rồi vòng xuống ở đây ờ, chúng ta có vùng 31 tuần tới khả năng vùng 31 31.3 các anh chị khả năng này test tích lũy lại đây 31.4 test thành công ở vùng này rồi thì chúng ta lại tiếp tục gì ờ, 34 và khi nào mà đi gờ bứt được qua vùng 34 là đẹp nói chung là như vậy cũng đang chờ đợi cây nến như vậy đất xanh cũng khá là ổn này trong tuần vừa qua nhé test vùng hỗ trợ 19.5 cả cái thuật tuần 21 thì lên được đến suy soát vùng 21 21 20.8 gì đó thì bắt đầu cổ phiếu quay lại chỉnh cung và nó test khá là thành công vùng đội kỹ thuật 19.2 19.3 nó đã có điểm long thứ nhất rồi nó đã có điểm long thứ nhất là hay rồi và bây giờ có thể nó sẽ có điểm sọc so test sau so test ở vùng 19.5 19.6 tuần tới mà test vùng 19.5 19.6 đảo pha xu hướng thì như vậy là nhịp này à, quan điểm của Hùng thì vẫn kỳ vọng là đất xanh của chúng ta sẽ vượt qua vùng 21 để tiếp tục đi lên Novaland trong tuần vừa qua khá nhiều thông tin tốt à, Chủ nợ thu xếp này hoán đổi 25 chủ nợ này là đồng ý là từ trái phiếu hoán đổi sang cổ phiếu này vân vân, vân. khá nhiều tin tốt rồi các dự án bắt đầu bùng ra nói chung là một câu câu chuyện tuần của của Novaland đang vẽ ra tương đối là đẹp và đặc biệt là gì đặc biệt là ông có phân tích cho anh chị vùng hỗ trợ kỹ thuật 17 17 15 này đúng không ạ đấy trong phiên ngày 12 mùng 2 này có vùng hỗ trợ kỹ thuật vậy thì về đến vùng hỗ trợ kỹ thuật thì mua đừng có bán và chúng ta có target tuần thứ nhất là vùng 18.2 Và target tuần là vùng 18.7 đến vùng 19 Thì uh, cũng rất vui là trong phiên ngày hôm nay là, là, là đạt được lên đến vùng 18.7 rồi đấy Nhưng mà uh, kết thúc phiên thì nó bị bán gớm quá Và sau khi mà nó bứt ra cản tuần Thì như vậy nó sẽ có xu hướng test lại cản tuần Tức là vùng 18.18.2 18.18.2 cổ phiếu NovaLand sẽ có xu hướng quay trở về test cung kỹ thuật Kỳ vọng test thành công Thì như vậy là chúng ta sẽ bứt uh, dự báo sẽ bứt qua vùng 19 cộng PDR thì không còn gì nữa cả Không còn cản, không còn gì nữa cả Đẹp các anh chị cứ cầm đi Và PDR đây này Dự báo vùng hội kỹ thuật ở vùng 31 này Vùng 31.5 Nhịp 1 nó làm khá là tốt Nó test vùng 31.5 này Lên target kỹ thuật tuần ở vùng 33.5 33 luôn nhá Test nhịp 2 này Lại lên target kỹ thuật tuần ở vùng 33 này Trong phiên ngày hôm nay tí nữa thì cũng chạm vùng 33 đấy Nên là tuần tới khả năng thì nó có có có, chỉnh cung sâu sâu á, thì nó chỉ test về khoảng quanh vùng 31 31.3 à 31.5 thôi. Đó. Và kỳ vọng ở đây thì nó test tích lũy thành công, test tích lý thành công ở đây thì như vậy là gì? Chúng ta phải tiếp tục hướng về vùng cả kỹ thuật 33.5 và đối với PDR khi mà nó vứt được cái vùng 33.5 thì thì ngon. PDR vứt được tầm đấy thì ngon lắm. Và phía phía trước của PDR bây giờ nó là mênh mông rồi các anh chị. Đây, nó gì ở đây bứt được vùng này thì PDR khả năng nhịp này cũng sẽ ngắm lên vùng 40 và từ vùng 30 mà lên vùng 40 tức là áp khoảng tầm 33% chứ không phải là được khoảng tầm 1-2% 5% xong đấy cứ vẽ mấy cái bánh xong rồi ném vào các cái room zalo nhìn phản cảm tuần này viêm họng anh chị đang bị ho sức <laughs> khỏe quan trọng mà À, cái nghề này nữa nó lại phải nói nhiều nên là tuần này hơi đuối, đuối quá, ốm nhưng không sao anh chị em cứ ủng hộ rồi là à, chúng ta cứ uh, cố gắng anh chị thành công và là là phải sự cố gắng nỗ lực phấn đấu chứ không thể là cứ ăn mấy cái bánh vẽ của mấy cái thằng kia nó vứt vào xong đấy là cứ thế là ngồi nhắm mắt nhắm mũi rất nhiều nhà đầu tư uh, rời bỏ thị trường vĩnh viễn ra đi khỏi thị trường là vì như thế ăn phải mấy cái bánh vẽ của các cái ông đấy hay gọi là ăn phải bả tiền lẽ ra có 100 triệu thì chúng ta cứ từ từ chúng ta học từ từ chúng ta đánh 20 triệu này rồi chúng ta nâng dần lên 50 triệu này rồi chúng ta nâng dần đến 70 triệu này rồi sau khi mà chúng ta lái ngon lành rồi thì chúng ta nâng lên 100 triệu còn các cái ông bánh vẽ đấy là ông vẽ cho cái đấy là bắt đầu từ 100 triệu đi vay 1 tỷ đánh đứt ngay thôi một tỷ nó chỉ cần nhúi cho phát 10% phần trăm thế thôi cháy tài khoản còn gì nữa đúng không anh chị đấy nó âm 10% phần trăm của 1 tỷ là mất 100 triệu trong khi vốn của mình có 100 triệu thì thôi trả hết nợ thì con coi như thế là thôi mất sạch mất trắng tay luôn mất không còn cái gì nữa và bao nhiêu năm tiết kiệm bao nhiêu năm tích góp mới có trăm triệu đấy là thực tế đó anh chị rất nhiều rất nhiều rất nhiều là nhà đầu tư mà chúng ta không kiểm soát được rủi ro không kiểm soát được cái trạng thái tâm lý hành vi thì nó sẽ rất rất là nguy hiểm rồi ở bây giờ nhóm ngành tiếp theo thì cũng sẽ đi phân tích nhóm ngành chứng khoán cho anh chị nhé VCI dự kiến một chỉnh cung 52.3 điểm chỉnh cung ở đây là 53 thì các anh chị để ý là um, các cái nhịp từ phiên giao dịch ngày 3 thì nó làm khá là tốt và ta kỹ thuật tuần như vậy là vùng 54, 54.5 đến vùng 55 và có thời điểm là đã đạt được lên vùng 54.5. Tuy nhiên là đến phiên giao dịch ngày mùng 3 đổ ra thì mọi thứ nó lại xoay chuyển theo xu hướng xấu. VCI bị mất vùng 52.3 và phiên ngày hôm nay là một cây đến nhấn chìm tương đối là mạnh cho đó tuần tới ở quanh vùng 50 sẽ là đây có một cái điểm hỗ trợ cho nên là như Hùng đã có phân tích ấy, gọi là test tích lũy thành công ở vùng 50 đảo pha xu hướng thì như vậy là tích cực còn trong trường hợp mất vùng 50 chúng ta phải tính toán ở vùng 48 còn đảo pha thành công như thế nào thì các anh chị có thể inbox cho cá nhân đồng lê hoặc là xem các video thì đều hiểu. SLI trong tuần vùng hỗ trợ kỹ thuật 37.5 đến vùng 38 làm rất tốt ở phiên giao dịch ngày 1 tháng 4 đồng thời nó tiếp tục tiệm cận lên vùng cản kỹ thuật 39, 39.2. Tuy nhiên là khi gặp cản thì cổ phiếu SLI lại tiếp tục gì quay trở về test và khi nó trở lại nó test, nó test cái vùng 37.5 trong phiên ngày hôm nay nó rơi gắt nó mất vùng 37.5. Và cây đến giờ kết thúc phiên thì như vậy là nó tiếp tục mất vùng 37 nên khả năng trong tuần tới SSI sẽ lùi về ở khoảng quanh vùng 36 đến khoảng vùng 36.3 và cá biệt có thể có những cái râu nến nó sẽ test về vùng 35.7. Ở cổ phiếu HCM vùng hỗ trợ kỹ thuật vùng 28.8 đến vùng 29 cản trên sẽ là vùng 30 trong tuần HCM làm cực tốt có hỗ trợ có cản Uh, tuy nhiên là uh, cây nến ngày hôm nay thì như vậy là nó cũng không thể chịu được cái sức ép của thị trường Và HCM bị rơi qua vùng 28.8 với xu hướng hiện tại như này Thì uh, cổ phiếu HCM sẽ tiếp tục quay trở về vùng 28 và tại vùng 28 chúng ta đánh giá thêm Tích lũy thành công của vùng 28 vừa toát đảo chiều xu hướng thì là tốt Còn trong trường hợp nếu thủng vùng 28 thì chúng ta phải uh, tính toán đến cái điểm lùi tiếp theo của HCM Ở khoảng quanh vùng 27 và có thể có những dâu nến nó sẽ test về quanh vùng 26.5 VND sau sự cố đã khắc phục được và bắt đầu giao dịch quay trở lại bình thường. Trong tuần vừa qua chúng ta có dự báo cái điểm 2.4 và nó làm khá là tốt ở trong phiên giao dịch ngày mùng 2 có sự phục hồi tuy nhiên là uh, ờ, phiên ngày hôm nay thì nó cũng hở gáp và nó bị rơi mất vùng 2.4 nên là tuần tới <laughs> nó sẽ đánh giá ở vùng 22 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 21.6 đến khoảng quanh vùng 21.8 cổ phiếu FTS ờ uh, trong một cái giai đoạn sideway đi ngang thì đến thời điểm hiện tại là FTS đã có một cái điểm phá hỗ trợ kỹ thuật và trong tuần vừa qua thì FTS cũng đã gì cũng làm rất tốt các anh chị rất tốt với những người hiểu biết có nghĩa là gì ở uh, vùng cả kỹ thuật của cổ phiếu ở vùng 64 65 thì các anh chị đừng có mua nữa cảnh báo cho các anh chị rồi đúng không ạ và vùng hỗ trợ ở đây thì có thể là gì ở vùng 59 đến vùng 60 có chăng thì mua ở vùng này uh, Tuy nhiên với trong một cái tình huống xấu thị trường xấu và có một cái nến đỏ đặc như này thì cũng chả ai vội vàng thì bắt đáy cả. Thì chúng ta sẽ phải tính toán một cái điểm hỗ trợ kỹ thuật dưới nó một tí, đó là vùng 55, 56 đến khoảng 56.2, khả năng FTS sẽ lùi về đây và đó sẽ là cái vùng mà các anh chị có thể à, gì tham gia để chúng ta bắt đáy các anh chị. Và bắt đáy phải cái lúc mà phải cái lúc mà dòng tiền chờ mua nó tăng đột biến cơ, chứ không phải là bắt một cách vô thức và tất cả những cái sự phân tích đó thì chúng ta phải có một cái quy trình anh chị chứ không phải là cứ ầm 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 thế lao vào đâu cổ phiếu vi cái này dự kiến chỉnh cung là vùng 20.4 này điểm 20.4 20.5 thì điểm đầu tiên với làm khá là tốt test hỗ trợ cái thuật tuần và công cả tuần ở vùng 21.5 cũng suy soát luôn vùng 21.4 21.5 sau đó thì với chỉnh cung và trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì rất là khó rồi VX lùi lại ở vùng 19.3 19.5 như vậy cây nến tuần Uh, tiếp theo cây nến giờ tiếp theo chúng ta sẽ phân tích ở quanh vùng 19.3 trong trường hợp bị mất vùng 19.3 thì uh, VX sẽ lùi về ở khoảng vùng 18.8 và cá biệt sẽ có những điểm quét nến ở quanh vùng 18.5 AGR trong tuần cũng đạt cản tuần luôn Các anh chị đạt cản tuần luôn Đây đây là cản tuần này 23 này Cản thì mua làm cái gì nữa Có hàng này chốt bớt đi hỗ trợ điểm 1 nó test khá là tốt đây điểm một nó test vùng 22 2.21.5 vùng 22 này có cản tuần 23 này sọc và phiên ngày hôm nay thì bị mất vùng 21.5 nên nó sẽ lùi lại tuần tới sẽ ở vùng 22, 20, 20 5 tiếp tục phân tích để đánh giá xem xu hướng cổ phiếu đảo chiều ở đấy sẽ như thế nào cổ phiếu SHS này đấy, SHS này tuần 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 vừa qua này vùng 21.5 có luôn cản tuần 21.5 đánh sắc nét cực kỳ luôn điểm hỗ trợ kỹ thuật ở đầu phiên này vùng 19.8 vùng 20 cái này cũng phân tích rồi 19.8 20 hỗ trợ các anh chị có thể cân này hoặc là vùng thòng thêm vùng 19.5 cản tuần 21 thì bán bớt đi 21.5 thì cản tuần thì, thì mua làm gì nữa ví dụ như vậy đúng không ạ chúng ta có thể tối ưu hóa bớt đi rồi đến tuần này thì lại về vùng 19.5 và khả năng cao ở trong nhịp này với 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 xu hướng của thị trường như này thì gì uh, sẽ khó để mà trụ ở vùng 19.5 nên nên là chúng ta sẽ có điểm ở vùng 18.5 đến khoảng quanh vùng 18.6 khả năng là sẽ lùi về đây vòng dự báo là sẽ lùi về đây để test cung trình nền tích lũy cổ phiếu VDS đây hỗ trợ tuần 22 làm cực tốt luôn từ 22 thì có luôn cả tuần 23.5 Và từ 23.5 này cổ phiếu Hạ độ cao Và cam đoan với các anh chị là những tài khoản mua ở vùng 23.5 này Có thể phiên nay là đã bị ao hàng rồi Hoặc có thể tuần tới Hoặc có thể tuần tới Nó nhúi về khoảng quanh vùng 19.7 đến khoảng quanh vùng 20 thì các anh chị sẽ ngã ngựa đúng cái điểm này và sau đó cổ phiếu nó sẽ phục hồi. Các anh chị cứ chờ đi. cho nên là nếu như chúng ta không trang bị những cái kiến thức cho mình ấy, mà cứ 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 nhìn mấy cái bánh vẽ nó rất là mệt các anh chị ORS ở đây đấy vùng 17.3 17.5 là hỗ trợ này cả cái thuật tuần dự kiến là vùng 18 18.2 không đạt được cản tuần nó chỉ lên được 17.8 và bắt đầu gì ORS cũng bị đạt tương đối mạnh và đặc biệt là trong tuần này thì nó bị mất cái vùng cản 16 a à, vùng hỗ trợ kỹ thuật 16.5 trong phiên giao dịch ngày mùng năm tín hiệu đường mã sẽ đang có một cái gì đang có một cái lực đâm khá là mạnh cho nên ở đây thì chúng ta thấy rằng là gì à, tuần tới khả năng là vùng 15.4 đến khoảng quanh vùng 15.6 CTS ở trong tuần có cản tuần các anh chị đạt cản tuần luôn đấy 40 trên 40 có hỗ trợ tuần ở vùng 38 38.3 cực đẹp luôn đây mua đây bán bán xong rồi ngắm 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 tí ôi rồi nó sập thế này thì lại ới trời ơi rồi đúng không ạ và tuần tới <laughs> dự báo ở đây là vùng 35 đến khoảng vùng 35.3 biên hỗ trợ này rồi chúng ta kỳ vọng là cổ phiếu sẽ tích lũy và chúng ta sẽ đánh giá thêm cái khả năng đảo chiều pha xu hướng ở đây <laughs> MBS thì như cũng có đạt cả tuần đấy đây hỗ trợ 29.7 đến vùng 30 Cản tuần cũng có phân tích ở đây là vùng 31, khỏe khỏe hơn thì là đến vùng 32, thì nó đạt được đến vùng 30.9 30 này, tức là nó chạm lại cản tuần cũ này. Tại đây thì nó cũng không, không có đủ lực mạnh, và đối với MBS thì bây giờ nó đang có một lực sò so khá là mạnh. Lực bán như thế này thì tuần tới khả năng vùng 28 khó giữ, và nó sẽ có những cái dâu nến quét xuống khoảng quanh vùng 27, 27.5 và xin chia buồn với những anh chị em mà đu đúng cái đỉnh 31 thì như vậy là về đến khoảng vùng 27 27.5 này cắt lỗ hết và cắt lỗ xong thì uh, như thế là nó lại tăng khổ thế Đấy. thị trường nó luôn như vậy nó luôn lừa nhà đầu tư như vậy ok à, còn một tí đệo nữa thì cũng sẽ phân tích uh, các anh chị nhé chúng ta chú ý này cái mã cổ phiếu GAT là một này uh, nhịp này GAT này mà đối với những mã cổ phiếu này thì khả năng cũng sẽ phải bật chạc kỹ thuật ngày các anh chị gắt ngang ở đây thì như đã có phân tích cho anh chị này có cái vùng gắt ở đây là vùng 74 75 này đó và sau đó chúng ta có ta 1 một được quanh vùng 80 và tại đây thì gắt cũng đang tích lũy khá là tích cực này phía ngày hôm nay thì có thời điểm là 82.5 nhưng mà Uh, kết thúc phiên thì nó lại lùi lại quanh vùng 80 Và theo quan điểm về cá nhân dự báo thì như vậy là gas vẫn tích lũy thành công quanh vùng 80 Và chúng ta sẽ ngắm lên vùng 86 đến khoảng vùng 88 Cổ phiếu PBS uh, Với con cổ phiếu PBS á, thì uh, Thứ nhất là gì? Uh, có phân tích ở trong Zoom để cho các anh chị em chiến đấu Và không chuyển hóa thành được bản tin tuần Ở đây này thì chúng ta đang có một cái cản PVS cũng đang có một cái cản chéo ở đây Cản chéo ở đây các anh chị lưu ý nhé 43.5 đến vùng 44 và chúng ta có bốn cây đến tuần 4 cây đến tuần mà PVS không vượt thoát qua được Điều đó chứng tỏ rằng cái cản này tương đối mạnh Và khả năng PVS sẽ có một cái điểm lùi Điểm lùi dự kiến ở khoảng quanh vùng 40 40.5 à, Test TV thành công ở vùng này Thì cái đó chúng ta sẽ tiếp tục à, phân tích Cổ phiếu PVD à, PVD ôi sao một lực kéo khá là rát này đấy chúng ta nếu mà chúng ta không không không, không định vị được uh, về thiên hướng kỹ thuật là cũng khá là khó khăn đấy PVD thì cũng đang dự báo là nhịp này sẽ kéo lên khoảng quanh vùng 36 tuy nhiên là lên đến, được đến vùng 35 thì như vậy là chúng ta đang có ba cây nến ngày PVD quay về chỉnh cung các anh chị lưu ý là với cách vận hành như này thì PVD tuần tới đâu đó đâu đó nó sẽ quay trở lại khoảng vùng 30.5 đến khoảng vùng 31 ở vùng này thì các anh chị canh vào gom này mua này vùng này mua được này đó và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục ngắm về vùng cản kỹ thuật 36 ok rồi và bây giờ còn một ít cái thời gian nữa thì chúng ta sẽ view lại một chút xíu này các anh chị này trên sàn kỹ thuật ngày thì như chúng ta phân tích rồi phiên giao dịch kết tuần chính thức chỉ số vn index của chúng ta bị mất vùng đệm mất vùng đệm nhá ở vùng 1263 đến vùng 1270 tức là cái vùng đệm này nó bị mất rồi và nó lùi khá là sát thậm chí là cái vùng đệm tiếp theo ở vùng 1256 thì cũng đã bị vi phạm. Vậy thì cái câu chuyện là khi những cái vùng đệm nó vi phạm rồi thì như vậy cái 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 cách mà để thị trường tạo lập quay trở lại rồi thì như vậy là chúng ta sẽ cần thêm cái thời gian để chúng ta đánh giá xem là à như vậy thì thị trường nó sẽ tích lũy chỉnh nền như thế nào và tích lũy cung như thế nào. Thì tuần tới xác suất cao, các anh chị lưu ý xác suất cao là vùng 1247 đến vùng 1250. Cái câu chuyện vùng 1247, 1250 thì hùng cam đoan khả năng là 100% là nó sẽ lùi đến đây. Còn cái câu chuyện là có lùi đến vùng 1232 không? Đấy, cái câu chuyện là có lùi đến không thì như vậy là chúng ta sẽ chờ thêm cái tín hiệu kỹ thuật của vùng 1247 và 1250 để chúng ta phân tích. Còn bây giờ thứ nhất là cây đến ngày hôm nay nó bán 1 tỷ cổ phiếu trên một phiên thì cái lực bán nó không quá mạnh. Cái anh chị lực bán không quá mạnh và trong cái thời gian vừa qua thì Hùng nhận diện thấy là trong cái thời điểm mà phân phối thì nó lanh quanh nó chị Ờ <laughs> uh, lanh quanh nó chỉ khoảng 0.8 đến khoảng tầm 1 tỷ mốt cổ phiếu trên một phiên thôi Lực bán không quá mạnh Tuy nhiên có một cái tín hiệu mà chúng ta đáng lưu tâm đó là tín hiệu đường MACD MACD các anh chị nhìn thấy nhá chỗ này nó đang hơi hẹp hẹp này nhưng mà cái đầu toe các anh chị để ý là hai cái hai cái đường này mà khi nó toe càng mạnh à, nó toe càng mạnh ra đây các anh chị khi mà nó chẽ càng mạnh đấy tức là đầu tiên là nó nó chỉ bé bé thôi và nó nó tẽ ra hai cái đường này nó tẽ ra càng mạnh thì xu hướng thị trường cái động lượng thị trường nó giảm điểm càng mạnh cho nên đây là một cái điểm mà chúng ta lưu ý đến tín hiệu đường mã CD Và đặc biệt là cái vùng 1256 điểm Nó bị vi phạm Cho nên tuần tới thì như vậy là chúng ta sẽ phải tính toán đến à, Cái điểm 1247 đến vùng 1250 Và tại đây cung cầu ổn định tất cả mọi thứ Thì chúng ta sẽ có thêm cái sự phân tích Còn trên trạc kỹ thuật giờ Trên trạc kỹ thuật giờ của chỉ số VN thì ở đây các anh chị Chúng ta đang có một cái vùng lừng khừng lừng khừng Ở đây Thế thì một cái góc độ kỳ vọng tích cực ấy, Thì có thể là gì Chỉ số VN Index của chúng ta nó sẽ đi Nó sẽ đi được ở trên Cái vùng 1250 Đến vùng 1254 Anh chị nhá Đấy là tích cực đó Hoặc có những dâu nến uh, test về trên vùng 1 ngàn dưới dưới vùng 1247 đến vùng một có thể là 1245 Tuy nhiên mẫu chốt câu chốt này, câu chốt này, tức là các ông muốn test về đâu thì các ông test. Nhưng cây nến ngày, cây nến ngày của phiên giao dịch của phiên giao dịch hoặc là những cây nến giờ các ông muốn test về đâu thì các ông test. Nhưng những cây nến giờ bắt buộc phải đóng lên trên vùng 1250 điểm. Đó các anh chị nhá, phải đóng lực đấy, tức là có thể có râu nến test như này và đây phải là một cây nến xanh. Tức là nó hình thành những cái 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 cái, cái, cái mẫu nến đó các anh chị đó nó hình thành những mẫu nến gọi là cây nến búa với điểm đóng nến cao nhất phiên và râu nến dưới nó phải test thì đây chúng ta đánh giá là tích cực đó, các anh chị nhá thì chúng ta có thể là gì chúng ta có thể cầm nắm dự phiếu cổ phiếu à, tuy nhiên tuy nhiên mà nó xuất hiện những cây nến ới giờ ơi như thế này ới giờ ơi như thế này và điểm đóng nến là điểm thấp nhất và nó xuất hiện những cái cây nến đỏ đặc các anh chị đỏ đặc như vậy thì À, đấy sẽ là một cái tín hiệu kỹ thuật không mong muốn của thị trường và đương nhiên khi những tín hiệu này nó xuất hiện thì như vậy là chỉ số vn index chúng ta sẽ lùi về vùng đấy như hùng có phân tích ấy, vùng một hai ba hai một hai ba mươi đấy thì 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 như vậy là thị trường của chúng ta sẽ có những cái điên giảm khá là sâu và à, áp lực chỉnh cung nó sẽ tiếp tục gia tăng lên tất cả mọi cái nhóm ngay thì một vài à, các cái góc nhìn chia sẻ như vậy để các anh chị em của chúng ta trong tuần mới à, chúng ta chuẩn bị phương án và Đặc biệt ở giai đoạn này Đặc biệt ở giai đoạn này Thì Với những tài khoản full margin các anh chị lưu ý Ngay lập tức phải hạ bớt margin đi Đưa về tỷ lệ an toàn đi hoặc là đưa về không Những cái tài khoản mà đang full cổ phiếu Mà cổ phiếu đang có lãi Thì chúng ta cũng nên chốt bớt đi Và tuần vừa qua thì Hùng đã khuyến cáo đối với nhà đầu tư trong team của Hùng Lê là các anh chị nên đưa tiền mặt trên cổ phiếu về 37 Để làm gì? để chúng ta tận dụng các cái nhịp mà chúng ta tối ưu ở trên các danh mục đầu tư đó và tuần tới sẽ chúng ta sẽ cần một lượng tiền mặt tương đối lớn để làm gì để khi thị trường bắt đầu chuyển dịch từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng thì cái thời điểm chuyển dịch đó là thời điểm mà dòng tiền chờ mua dòng tiền mua được kích hoạt mạnh mẽ ở trong phiên thị trường đảo chiều thị trường có những nhóm dẫn dòng đó Bứt lại qua được những điểm về mặt kỹ thuật then chốt đơn giản đơn cử ví dụ những cái 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 kỹ thuật then chốt đó là gì thì ông nói đơn cử như thế này vào một cái ngày đẹp trời nào đó ấy, sau khi thị trường test xong ở vùng 1247 1250 thị trường của chúng ta xuất hiện một cây nến chỉ số VN index của chúng ta lấy lại được một cây nến xanh như thế này nó đè được trên kênh xu hướng và nó vượt lại trên vùng 1260 khối lượng thanh khoản tăng đột biến Dòng tiền chờ mua, mua chủ động tăng đột biến Dòng tiền chờ bán, bán, rơi về đáy Thì đó sẽ là những thời điểm tiền mặt là vua Các anh chị lưu ý như vậy Để chúng ta tối ưu hóa trên cái danh mục của chúng ta Đó, vậy thì trong cái quá trình mà chúng ta tham gia thị trường Theo dõi thị trường thì chúng ta cần phải bám sát xu hướng thị trường Chúng ta hiểu được bản chất thị trường Hiểu được cái điểm nào thì thị trường sẽ đảo chiều, đảo pha xu hướng Tại cái thời điểm mà thị trường đảo chiều, đảo pha xu hướng từ pha giảm sang pha tăng các anh chị mua cái gì cũng thắng thắng ít hay thắng nhiều thôi và ít nhất nó sẽ đạt được cái t cộng khoảng tầm từ t 3 đến t 5 đấy và trong lịch sử minh chứng mùng đã chứng minh cho các anh thấy các cái nhịp mùng phân tích sóng hồi đó các nhịp mùng phân tích sóng hồi cho các anh chị các anh chị cứ xem lại tất cả các video đi và hùng chỉ đưa cho các anh chị là góc nhìn kỹ thuật về thị trường và cổ phiếu và không đưa những cái miếng bánh vẽ các anh chị cần phải học các anh chị cần phải tu luyện các anh chị cần phải cố gắng nỗ lực làm sao đó để kiến thức của mình ngày càng dài lên đó chúng ta chinh chiến ở trên thị trường nó thực chiến vào nó thực tế vào và chúng ta rèn luyện được một cái tâm lý vững vàng thì khi đó à cái miếng bánh vé đó nó mới thành hiện thực thế còn nếu mà chúng ta chỉ chăm chăm nhìn cái miếng bánh vé đó mà chúng ta không tích lũy kinh nghiệm không tích lũy kiến thức rồi không chịu khó tham gia những cái đội nhóm chất lượng thì cái miếng bánh vẽ đó suốt đời nó chỉ là miếng bánh vẽ thôi và không bao giờ chúng ta đạt được những cái à, kỳ vọng những cái lợi nhuận đó và thậm chí là chúng ta còn bị thất bại ở trên thị trường chứng khoán và trên thị trường chứng khoán mà để thất bại thì nó cay đắng lắm các anh chị cay đắng lắm nên là rất mong anh chị em nhà cộng đồng nhà đầu tư thì chúng ta sẽ có một cái sức khỏe thật là tốt tinh thần tiến đấu thật là tốt và tích lũy kiến thức thật là tốt bản tin tuần này xin phép được tạm dừng tại đây xin chào và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong các bản phân tích cập nhật tiếp theo